thì mình là một người rất là yêu vẽ, rất là thích vẽ, rất là muốn chia sẻ cái niềm cảm hứng, những cái phong cách mới lạ, những cái điều sáng tạo về vẽ cho các bạn cùng xem. Đó, thì các bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu những cái cách thức hay là niềm đam mê cảm hứng vẽ thì các bạn đã đến đúng chỗ rồi. Thì đây chính là cái kênh của mình. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và trong video hôm nay mình sẽ dành một chút thời gian tâm sự với các bạn một chút xíu. Tâm sự thì cũng mỏng thôi chứ không có dày lắm đâu. Thì cơ bản là mình muốn gửi một lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn nào đã từng theo dõi, từng subscribe kênh, đăng ký kênh cho mình, theo dõi mình từ những cái ngày đầu mình thành lập kênh và những ngày đầu mình up những cái video đầu tiên lên, chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm và chẳng ai xem cả, nhưng cũng có một số bạn và đó là các bạn vẫn theo dõi mình từ những cái ngày đầu, chỉ có một vài người và cho tới tận ngày hôm nay nó đã đi tới một quá trình cũng khá là lâu dài rồi. Mặc dù kênh của mình hiện tại thì nó vẫn số lượng người nó vẫn còn rất là thấp, nhưng mà không sao, thì ngay từ đầu mình đã xác định rằng đây là cái niềm đam mê của mình, một cái sự chia sẻ của mình dành cho tất cả mọi người. Thay vì mình ngồi cắm cúi vẽ một mình thì mình sẽ vẽ và mình sẽ quay lại cho các bạn cùng xem, chia sẻ. Biết đâu đó bên ngoài kia có rất nhiều bạn có đam mê giống như mình đó. Có thể là chúng ta học hỏi lẫn nhau, chúng ta chia sẻ cái niềm cảm hứng nghệ thuật, chúng ta chia sẻ cái niềm cảm hứng về vẽ. Tại vì mình là một người từ nhỏ tới giờ là mình rất là đam mê vẽ, mình cũng đã từng tiếp xúc qua nhiều môi trường đào tạo khác nhau, cho nên là mình càng ngày thì mình càng yêu vẽ hơn. Đó là lý do tại sao mình thành lập cái channel này. Với những cái kiến thức ít ỏi mà mình có được á, thì mình cố gắng truyền tải và làm thật hay để dành cho các bạn ở ngoài kia. Biết đâu đó thì các bạn đang cần những cái chia sẻ của mình, hoặc là mình cũng đang rất cần những cái ý kiến đóng góp của các bạn đó. Một lần nữa thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn nào đã từng ủng hộ mình, theo dõi mình cho tới tận ngày hôm nay. Đó, đó là một cái nội lực, một cái nguồn động viên rất lớn dành cho mình. Mặc dù thì mình làm thì tới bây giờ cũng chẳng có tiền bạc gì cả, tất cả chỉ là một con số không thôi. Nhưng mà những cái mình nhận về được á, đó là cái sự hạnh phúc nè, một cái sự cảm thấy là thoải mái, thú vị khi mình làm cái điều này. Còn cái vấn đề kinh phí và tiền bạc thì mình cũng tự bỏ ra mua sắm thiết bị rồi tự biên tập, edit, dành thời gian mình làm đủ thứ á để mà tạo ra những cái video. Mặc dù thì ở thời điểm hiện tại thì mình biết rằng video của mình nó vẫn chưa phải là hay gì cả, mình vẫn còn phải học hỏi nhiều thêm. Đó là lý do ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những cái điều như vậy. Và bây giờ thì là lời chào mừng đến tất cả các bạn nào lần đầu tiên ghé qua kênh của mình. Đó, thì mình là một người rất là yêu vẽ, rất là thích vẽ, rất là muốn chia sẻ cái niềm cảm hứng, những cái phong cách mới lạ, những cái điều sáng tạo về vẽ cho các bạn cùng xem. Đó, thì các bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu những cái cách thức hay là niềm đam mê cảm hứng vẽ thì các bạn đã đến đúng chỗ rồi. Thì đây cũng là cái kênh của mình. Mình chia sẻ những cái kênh không, mình là chuyên chia sẻ những cái video liên quan tới vẽ. Mặc dù có lẽ là mình làm nó hơi xu hướng cá nhân một chút xíu, nhưng mà sắp tới đây mình đang chuyển hướng dần sang cái kiểu là mình sẽ chia sẻ những kiến thức mà mình có được, biết được về cái cách vẽ như thế nào, cách sử dụng màu ra làm sao, mình chia sẻ những cái thông tin bổ ích nhất, những cái điều tốt, những cái điều giá trị dành cho các bạn xem. Đó, thì mình mong muốn rằng cái kênh của mình nó sẽ phát triển lâu dài và dần dần nó sẽ trở thành một cái tập thể lớn, lớn hơn nữa. Đó, những cái điều đó mà mình muốn có làm được hay không á, thì tất cả là nhờ vào cái sự gọi là ủng hộ của các bạn, một cái sự gọi là giúp đỡ, hỗ trợ từ các bạn. Nếu không có các bạn ủng hộ mình, theo dõi mình, xem kênh của mình, thì mình nhanh chóng sẽ bị vùi dập ở đâu đó thôi. Nhưng mà không sao, mình sẽ nỗ lực hết mình, sẽ cố gắng tạo ra những cái video nó hay và chất lượng cho các bạn cùng xem.
Đó thì quan trọng ở đây là một cái niềm đam mê thôi, một niềm đam mê to lớn. Mình làm thì nãy mình cũng nói rồi, mình làm thì cũng đã hơn 1 năm rồi, nhưng mà kênh của mình thì hiện tại nó vẫn còn rất là nhỏ bé so với bên ngoài kia. Nhưng mà mình tin chắc rằng những cái bạn đang yêu quý mình, những cái gì mình đang cố gắng chia sẻ thì nó sẽ mang lại những cái giá trị nhất định nào đó. Thì một lần nữa là mình rất cảm ơn các bạn nào đã follow mình, đã đồng hành cùng mình trong một khoảng thời gian dài như vậy. Và mình cũng rất cảm ơn nào mà và mình cũng rất cảm ơn đối với các bạn nào lần đầu tiên ghé qua kênh của mình. Đó thì mình cũng dành những cái lời cảm ơn chân thành dành cho các bạn đã ghé qua kênh mình. Và nếu các bạn thấy kênh mình hay hay là có những điều đồ nào đó phù hợp với các bạn thì các bạn cứ theo dõi kênh của mình bằng cách đăng ký ủng hộ, hoặc là cứ lâu lâu ghé qua kênh của mình xem mình chia sẻ những cái video mới. Đó thì rất rất cảm ơn tất cả các bạn đã ghé qua kênh. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ niềm đam mê, cảm hứng, nghệ thuật vẽ vời lan tỏa đến tất cả cho mọi người. Và mình hy vọng điều đó sẽ trở thành sự thật. Mặc dù sắp tới đây cái hành trình nó có vẻ là nó hơi khó khăn và hơi vất vả, nhưng mà mình nghĩ rằng với lòng nhiệt huyết và đam mê bất tận thì mình nghĩ là không gì là không thể. Cố lên, mình tin chắc rằng các bạn sẽ vẽ đẹp và vẽ đẹp hơn nữa.